Sao còn có một con vậy con? Con không có biết đâu nghe. Con không có ăn của cha đâu đó. Hồi nãy hai con chó đó đó, nó giành con cá khô của cha đó. Hai con chó đó kìa. Cái gì? Hai con chó nó giành con cá khô của cha? Hai con chó đó. Đâu đó. Đâu con nào chơi chị? Con đó, chỉ cho nghe. Con chó đó đó. Mày hả mày? Thử chơi chó nha mày. Chó ơi tao xin lỗi mày. Sách hay lắm đúng không? Ừ, quyển sách này hay quá trời luôn. Ôi mẹ ơi. Tao là mẹ mày hả? Nhỏ này, ai cho phép mày lén đọc truyện của tao? Thì ra những lúc tao đi học mày đều lén đọc truyện của tao chứ gì? Không có, hôm nay mới là lần đầu tiên thôi. Hôm nay mới là lần đầu tiên tao đánh cho mày điên luôn nè. Mình xin lỗi. Nhưng mà bạn không thể cho mình mượn sách để đọc được hay sao? Mày phải hứa là giữ cho thật sạch đó. Mình hứa sẽ giữ sách của bạn thật sạch sẽ. Mày hứa chứ, mày hứa chắc là sẽ giữ gìn thật sạch sẽ chứ. Mình hứa, tao đâu có cho mày mượn đâu mà hứa cái gì mà hứa. Feliz Navidad.